Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán tất cả các dòng xe độc lạ khu khoăm lăng nhăng tại thị trường Việt Nam. Và ai mà có những chiếc xe độc lạ không muốn dùng nữa, cứ điện thoại cho em đến thu mua bất kể với thời điểm nào, giá nào em chơi. Một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, con này vừa về cửa hàng được 3 hôm, em đã cho xì tút dọn dẹp rồi. Và bây giờ thì đấy, review cho các bác, và bác nào mà nhanh tay thì xích ngay con xe này về. Hôm trước thì nhiều bác xem review trên TikTok ạ, các bác ấy bảo là ôi ôi sao trông nó cũ thế, không cũ đâu, em và em xì tút nó đẹp như này luôn. Vâng, một chiếc xe Mercedes bản E240 sản xuất năm 2004 với động cơ máy xăng V6, xe cực đẹp, dòng này thì đi cực lành bền. Và đây là một chiếc xe mà giá nó rất là mềm luôn các bác nhá. Còn lâu mới đến 200 triệu nhưng các bác đã có ngay được một chiếc xe Mercedes CDE, dòng xe hạng phân khúc tầm trung của Mercedes. Vâng, Mercedes C là hàng tầm thấp, Mercedes S là hàng tầm cao, còn Mercedes E là dòng bần giữa. Và những chiếc Mercedes E thì nói các bác chứ nó hơn Camry, đi đẳng cấp sang trọng vô cùng, dáng của nó dài đến hơn 5 mét cơ. Và kiểu dáng như cái dòng sedan này thì nói các bác chứ quá ok luôn. Đặc biệt chiếc xe này thì trước là tên công ty cổ phần giấy tại Hapaco tại Hải Phòng, biển 16 là 2288. Nhưng mà bên em đã rút hồ sơ sang tên cho bên người nhà em, và đã mang tên người nhà em rồi nhá các bác nhá. Nên là người ta có thể gọi là tư nhân chính chủ đang sử dụng luôn. Vâng, cảm biến đằng sau, cảm biến đằng trước. Đấy, và các bác nhìn này, đẳng cấp vô cùng với logo Mercedes kết hợp với E240. Một dòng xe đẳng cấp hạng sang, xế sang tiền tỷ. Nhưng bây giờ nói à không, qua này không phải tỷ đâu. Hồi xưa mua của nó là hơn 2 tỷ đó. Thế nhưng mà bây giờ tại Vũ Duy Ô Tô, chiếc xe này bên em chỉ bán được cái giá còn lâu mới đến 200 triệu. Nói thật các bác chứ rẻ như vậy tội gì không mua. Xe thì cũng đã được đánh bóng. Đấy các bác nhìn này, độ bóng nó cao ngất ngây trời mây luôn. Con này đảm bảo cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Và đây là một dòng xe bản Elaga. Vâng, bản xe rất là tuyệt vời, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Đặc biệt là những ai ngồi sau chiếc xe này thì êm mật vô cùng. Và chiếc xe này thì ghế của nó vẫn còn da zin. Ghế da zin luôn các bác nhá. Hai ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí. Trượt trước các thứ thì rất là êm. Và đặc biệt là vô lăng tay lái tích hợp túi khí an toàn. Túi khí thì quanh xe rồi. Dòng này thì nói cho các bác chứ hơn 6 túi khí luôn. Và đây các bác nhìn này, ngay từ cái thiết kế đầu của xe này, đấy, cảm biến phía đằng trước kết hợp với các cái đèn rửa đèn tự động này, đèn pha này. Con này thì sử dụng đèn bi cầu kết hợp với ánh sáng là của dòng halogen, dòng pha cao cấp nhá. Nói chung là đi mẹc thì các bác nhìn cái thiết kế này thì khỏi phải chê rồi. Đặc biệt là mặt catalan của xe thì không có gãy vỡ gì cả. Biển số thì rõ ràng. Và con này thì đảm bảo các bác 100% là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Và nếu các bác nhìn mà nhìn thấy tai nạn ngập nước cho các bác luôn con xe này luôn. Vâng, đây là một dòng xe serie, chạy thì rất là êm, lành, chắc chắn. Và dòng này thì đi nó cực kỳ ok luôn. Đây các bác nghe tôn này, tôn rất dày luôn nhá. Và con này thì nói chung là tôn sơn thì quá ok rồi. Đấy, sơn xi đồng đều sạch sẽ bóng căng luôn. Và đây là một mẫu xe dành cho các bác nào muốn, người ta gọi là muốn hưởng thụ cái sự sang trọng mà lại muốn mua một chiếc xe giá rẻ thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu. La răng 5 chấu thể thao, đấy, kết hợp với phanh đĩa 4 bánh, la răng đúc, đấy, các bác nhìn này, và lốp với lốp Michelin nhá. Con này thì sử dụng lốp 215/60R16. La răng của xe thì tương đối là ok và lốp thì vẫn còn dày. Cái này thì các bác cứ đi yên tâm là không phải nghĩ luôn nhá. Riêng lốp này các bác cứ đi cho em tầm vài năm thoải mái. Vâng, riêng bên em thì nói chung là mua xe về thì hầu như là lốp không bao giờ phải thay. Nhưng mà nhiều bác lấy lý do là lốp đẻo, lốp siêu xấu, các bác đòi thay luôn. Đấy, còn kính này, kính PPG, kính zin luôn này. Đấy. À, phần gương thì con này thì có cái quả gương, cái gương chiếu hậu ạ, có xi nhan. Và đương nhiên gương cái dòng này hơi bé. Nói thật cái thiết kế của Mercedes là cái thiết kế tai gương ấy, hơi kém. Em thì không thích cái thiết kế này lắm. Nhưng mà tuy nhiên là đấy, nó là Mercedes mà, nên thôi mình cũng phải chịu thôi. Thiết kế của các kỹ sư châu Âu mà. Vâng, thế còn cánh cửa này, đấy, rất dày dặn luôn nhá. Và dòng này thì nói cho các bác này, các bác nhìn này, bề dày cánh cửa này. Tại sao mà cái dòng Mercedes nó cách âm tốt như vậy? Vì đây, gang tay của em còn chưa hết này, chưa hết cái kích thước của cánh cửa luôn nhá. Vâng, rất nhiều lớp, vâng, rất nhiều lớp, từ chống ồn cho đến chống nước, chống bụi bẩn. Da zin này, sờ rất cực kỳ mềm luôn. Đấy. Và dòng này là một dòng xe sang trọng. Đấy, kính điện 4 cánh này. Đấy, ghế nhớ 3 vị trí, 4 vị trí đầy đủ luôn này. Và con này thì đây, em sẽ mở khóa ra. Mở khóa ra ta kiểm tra kính nhá. Kính lên xuống nhẹ nhàng này, có dán phim cách nhiệt cho các bác rồi.
À, đương nhiên là dán phim này thì rất là yên tâm cho các bác, khi mà các bác đi lại cho nó yên tâm và an toàn. Sàn của xe là sàn da 6D. Đấy, có lót sàn cao su để chống bụi bẩn này. Đấy, các bác nhìn này, rất đẹp luôn nhá. Và đây là phanh chân này, phanh bình thường, và kia là bàn đạp ga. Đấy, rất rõ ràng. Còn mở khóa phanh chân đây các bác nhá. Đèn pha auto, rửa đèn tự động và rất nhiều các chức năng được tích hợp ở trên chiếc xe này luôn. Vô lăng còn đẹp luôn này. Đấy, con này dọn rồi, vô lăng còn đẹp, da còn tươi như thế này mà. Một chiếc xe đẳng cấp xế sang luôn, mà giá thì chưa đến 200 triệu. Đấy, giá rất rẻ luôn đấy các bác nhá. Và những ai mà yêu thích cái dòng xe mẹc thì đừng bỏ qua chiếc xe này luôn. Đặc biệt là các bác nào mà hay theo dõi kênh của em Vũ Duy thì các bác biết rồi. Vâng, bên em thì cái lượng bán xe rất là nhanh. Vâng, chỉ cần quay đi quay lại cái mất hình luôn. Đấy, túi khí an toàn, kể cả phần tắp pi ở bên cánh sau cũng có này. Hai quả cánh sau cánh trước này, hai quả ghế này, hai quả trước quả sau với quả trên nữa là 10 túi nha các bác nha. Xe đến 10 túi khí luôn. Còn nội thất ghế của xe đây thì vẫn còn nguyên. Đấy, nội thất vẫn còn đẹp tươi nhá. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, nội thất vẫn còn cứng cáp luôn. Cửa thì đóng chắc chắn rồi. Lốp dép dày Turanta Brito này. Đấy các bác nhìn ạ. Lốp dày luôn. À, hệ thống đèn hậu đây các bác nhìn ạ. Vâng, hệ thống đèn hậu này rõ ràng xịn sò, không hề có rạn nứt này. Bóng sáng không ố vàng này. Đấy. Và cản dưới ở xe thì cũng đều có cảm biến lùi cho các bác nhá. Nẹp chrome còn nguyên. Đấy. Và đằng trên đây cũng thế này. Các bác nhìn ạ. Vâng, thiết kế rất là đồng đều. Đấy, biển số thì nhìn phát thấy ngay, đúng là biển VIP quá khác. Vâng. Các bác có thể nhìn này, ngay từ phần cốp này, cốp còn đẹp tuôn nhá. Đấy, cốp này. Đồ nghề kích lốp các thứ của xe thì vẫn còn nguyên. Đấy. Không thiếu cái gì. Còn đâu ắc quy sau này, ắc quy dày tự khự luôn này. Giờ con này thì dòng của nó là dòng bao nhiêu đây? Ui, 850 cơ. Dòng 100, con bình 100 và dòng 850 A xúc. Vâng, thế còn phần đinh hàn đằng sau này. Hôm trước thì đúng là bảo hôm sau xe nó đẹp. Đấy. Về cái nhiều bác cứ bảo sao nó cũ thế, bảo nói thật các bác chứ xe người ta đi nhiều năm rồi ạ. Thì nó như thế là quá ok rồi đấy ạ. Thế còn ở bên em Vũ Duy Auto thì chắc chắn em về em phải xì tốt lại rồi. Con này phải xì tốt chứ không xì tốt thì nói thật các bác nhìn không ngửi được. Thế nhưng mà đấy, khi mà xì tốt xong rồi đấy các bác nhìn ạ. Nhưng mà con này thì chỉ thua mắt của mấy bác mà gọi là chung là những người cẩn thận thôi ạ. Em chỉ sợ thua mấy bác ấy thôi, vì những bác mà đã cẩn thận nhá. Các bác ấy chăm chút xe rồi nói thật các bác ấy như thầy giữ ấn luôn. Vâng, khi mà các bác ấy đã chăm chút xe thì phải nói là đúng là xe đi với chủ nó khác ngay. Đấy, lốp này, lốp dép dày này. Con này thì là của công ty cổ phần giấy nhưng bây giờ đã ra tên bên nhà em rồi. Thế là các bác cứ yên tâm, về là các bác cứ đi thôi, không phải làm gì cả. Xe thì sạch sẽ, cứng kép luôn. Keo chỉ thì bao zin cả xe. Và con này thì không có lỗi lầm gì cả. Đấy các bác nhìn này, sàn 6D này. Đấy, nội thất ghế này còn zin nguyên, ghế da của nó còn zin nguyên, đét đẹp luôn đấy nhá. Không phải là ghế làm lại đâu, và ghế da zin nữa. Đấy, túi khí an toàn còn nguyên. Đấy, ghế này các bác nhìn này, nội thất ghế của nó đẹp căng này. Kể cả những cái lỗ này, lỗ thoáng khí này. Đấy, nó còn nguyên bản luôn, chưa có độ chế cháo cả. Vâng, một dòng xe đẳng cấp thương hiệu đến từ châu Âu. Vâng, có thể nói là Đức luôn rồi đó dễ. Vâng, dòng Mercedes thì nó nổi tiếng toàn thế giới rồi về độ sang trọng, lịch lãm, đẳng cấp. Và giá thì cũng khá là cao. Thế nhưng mà em Vũ Duy Auto thì đừng đùa. Vâng, giá nó rẻ như là cho luôn. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền mà các bác không nghĩ đến, chưa đến 200. Chỉ ngang mà một con Morning i10 đời 2016 ấy. 16, vâng, thực sự là chỉ có 16 thôi. Nhưng mà bác đã có một ngay được một chiếc xe mẹc. Nhìn nó đã có thể người ta ở trên các cái kênh bài của Facebook với tích là Zalo ấy. Bây giờ có hai quả mà hút vừa đít ấy. Người ta hay bảo là một con xe đèn đến 20 con xe đấy. Vâng, thì đây, chiếc xe này của em giá nó chỉ bằng Morning thôi. Thế nhưng mà đi ra đường thì nếu mà với đúng cái tinh thần là xe nhỏ mà đèn xe to đấy, thì cái chiếc xe này đúng là các bác không phải nghĩ luôn, đi thoải mái luôn các bác nhá. Vâng, mà máy số con này thì tương đối là êm. Đấy, vô lăng lái nhẹ nhàng, máy số êm luôn. Đè cái lên ngay, đấy các bác thấy ạ, đè rất là êm. Đấy, đã lên rồi đấy ạ, tua lên ngay nhá. Màn hình hiển thị có nhà kéo đầy đủ, có sim 4G cho các bác luôn này. Đấy, rất nhiều các ứng dụng, ví dụ như là cam tuyến này, xem nào. Ồ, cam này không thấy gì. Đấy, cái cam này là bác chủ cũ cái tháo rồi. Đấy, còn đâu là các cái ứng dụng Navitel các thứ thì nó vẫn còn nguyên. Đấy, ví dụ như là cái ứng dụng này này. Đấy, ngửa ghế này. Đấy, chả ngửa ghế vẫn hoạt động. Còn đây các bác nhìn này.
Đấy, vẫn hoạt động bình thường nhá, không lại nhiều bác lại bảo ô con này đều không hoạt động được thì chết. Rồi, điều hòa thì rất là mát, và con này thì là điều hòa chỉnh auto tự động hai vùng. Đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, em đang đây đây, đấy, định vị ngay. Vâng, dòng mẹ em cũng xế sang rồi. Nói chung là đi cái dòng này thì bao giờ nó cũng đẳng cấp. Hệ thống âm thanh loa của xe là toàn dòng loa cao cấp đến từ châu Âu thôi. Là bô ấy. Đấy, đóng à. Rất là êm. Và con này thì máy đang nổ đấy các bác, nhưng mà gần như là không nghe tiếng máy luôn. Đứng đây máy nó rất là nhỏ. Đấy, mở nhẹ nhàng luôn nhá. À, chống đây này. Đấy, nhẹ nhàng luôn. Động cơ máy V6 đấy, 2.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là khoảng 10 lít trên 100 cây. Nhưng mà đúng thôi, xe đẹp cứng như thế này mà không 10 lít thì nó phí. Đấy, nó còn đâu là đầu này. Các bác nhìn đầu của xe vẫn còn đẹp. Đầu răng còn nguyên, kể cả các cái tai đèn này, tai đèn zin này. Đấy, nó còn nguyên. Nhưng mà theo năm tháng đời 2004 đến bây giờ thì nó các bác là như này là quá ổn rồi. Vâng, thực sự là không kiếm đâu ra được con xe nào mà nó cứng như này đâu ạ. Và biển thì cũng khá là VIP. Vâng, biển 662288 là một biển VIP luôn. Và cái biển này hồi xưa thì bên bác chủ bảo là mua hơn một con SH mới mua được chiếc xe là như này, cái biển như này. Đúng rồi, với cái biển số như thế này đúng là đi công tác làm ăn thì ai cũng phải ngoái nhìn thôi, ai cũng phải chú ý thôi. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô đến xem xe, lái thử và trải nghiệm luôn. Vâng, và bây giờ thì ta đây đi đi. À, bây giờ thì ta sẽ cùng lái thử trải nghiệm một quãng đường từ đây và đến trong kia để xem là con xe này như nào. Được cái là con này rất là mát các bạn, điều hòa lạnh buốt con tim. Đấy, máy thì ngon, gầm thì chắc, và nói chung là với cái tầm tiền các bác bỏ ra, giá nó sẽ bất ngờ như này thì không mua đúng là thực sự là phí luôn. Đấy, ghế chỉnh điện nha, hoạt động rất nhẹ nhàng, êm ái luôn, phù hợp với tất cả mọi người, số tự động này. Đấy, lái rất nhẹ nhàng luôn. Mới đang tập lái nhá. Đấy, xe cứng như thế này đúng thực sự là không mua thì phí. Ở trần con này thì được bọc hết 5D rồi các bác nhá. Đấy, số lùi này có cam lùi cho các bác luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, có cam lùi đầy đủ nhá. Không thiếu một cái gì. Đúng là hàng mẹt có khác. Vâng, đẳng cấp xế sang, không thiếu cái gì. Cửa sổ, cửa gió phía sau này. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, xe đi rất là êm và nói chung là gần như là không nghe tiếng máy luôn các bạn. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này, một chiếc xe mẹt E240 đẳng cấp, hạng sang, vậy người ta gọi là xế sang tiền tỷ đó, thì alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.